Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, trong 2 ngày vừa qua thì cơn bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Biển Đông trong năm nay đã gây mưa lớn cùng gió mạnh, sóng cao, biển động ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hiện tại thì bão số 1 đã vào đất liền và suy yếu đi nên sóng gió trên khu vực này cũng giảm dần. Tại huyện đảo Hoàng Sa và tại Trường Sa thì gió có hướng Tây Nam với cường độ trung bình. Mưa rào chỉ xảy ra rải rác ở phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông. Các nơi khác phổ biến ít mưa, tầm nhìn thoáng nên không gây cản trở cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Dự báo trong 3 ngày tới ở hầu khắp các khu vực, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến mưa chỉ xảy ra cục bộ vào chiều tối. Do có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình, tầm nhìn xa thông thoáng nên bà con ngư dân có thể ra khơi đánh bắt an toàn. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 17 thì ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, sẽ có khả năng xuất hiện mưa rông mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật nên bà con ngư dân cần phải theo dõi sát các bản tin thời tiết trước khi có kế hoạch đánh bắt xa bờ để có thể đảm bảo an toàn. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, do sự hoạt động trở lại của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên trên khu vực biển này trời sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Mặc dù gió không mạnh nhưng do có mưa dông nên thời tiết trong khoảng 3 ngày tới sẽ không an toàn cho tàu thuyền lưu thông. Lui xuống phía nam vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong 2 đến 3 ngày tới, gió nơi đây có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 mét. Riêng ở vùng ven bờ phía Bắc cần phải lưu ý với mưa rông xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối khiến cho tầm nhìn giảm thấp trong mưa. Còn ở phía Nam thì mưa chỉ xuất hiện thoáng qua nên không ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải diễn ra tại đây. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Dự báo trong những ngày tới thì gió tiếp tục thịnh hành hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình. Thời tiết vẫn ổn định, ban ngày trời có nắng, về chiều thì mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên không gây trở ngại cho các hoạt động du lịch biển diễn ra tại đây. Xuống đến vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, thời tiết trên khu vực này ít có sự biến động trong 2 đến 3 ngày tới. Mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày thì trời có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió Tây Nam đến Nam thổi đều với cường độ trung bình nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió Tây Nam tại đây có cường độ trung bình. Ban ngày trời có nắng, tầm nhìn thoáng nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Bà con lưu ý đề phòng những cơn mưa rào bất chợt vào chiều tối, tuy nhiên thì mưa không kéo dài. Tiếp tục với những thông tin thời tiết tại vùng biển phía Tây, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trong khoảng 3 ngày tới, gió Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ phổ biến khoảng cấp 3, có lúc cấp 4, nên biển chỉ gợn sóng nhẹ. Thời tiết tốt vào ban ngày với tầm nhìn thoáng. Chiều muộn cũng có khả năng xuất hiện mưa rào, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nên không ảnh hưởng nhiều đến việc đánh bắt xa bờ của bà con. Vịnh Thái Lan, trên khu vực biển này thì gió Tây Nam tiếp tục thịnh hành với cường độ trung bình trong 2 đến 3 ngày tới. Trời cũng có nắng với tầm nhìn thoáng vào ban ngày và chiều tối thì có mưa rào cục bộ nên thời tiết không gây cản trở cho các tàu thuyền có trọng tải lớn trên khu vực. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do bão số 1 đi vào đất liền và suy yếu đi nên sóng gió tại đây dần yên ả trở lại. Dự báo trong những ngày tới thì khu vực có gió Nam đến Tây Nam khoảng cấp 4, cấp 5. Mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên thì như chúng tôi đề cập ở trên thì từ khoảng ngày 17 có khả năng xuất hiện mưa rông mạnh. Trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Gió trên khu vực này có hướng Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Ban ngày trời có nắng, tầm nhìn thông thoáng. Đến chiều tối thì mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ nên thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, sông Tử Tây. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, gió tại đây thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Mưa rông chỉ xảy ra rải rác và không kéo dài nên thời tiết ít gây trở ngại cho việc lưu thông của tàu thuyền trên khu vực. Cảm ơn quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.